Cảnh số 7 Vlog mến chào cô chú anh chị và bạn nha. Thì chiều mình sau dài trận mưa ở khu vực bảy núi đã nước đã dâng lên khá là cao nha. Ở phía sau mình nè, nước khá là nhiều cô chú bác ơi. Thì chiều nay mình cũng cập nhật cái tình hình nước dâng lên sau dài đợt mưa lớn nha, kéo dài 2-3 ngày trước. Thì mới vừa nước mưa cũng vừa tạnh nè, mình cũng vừa chạy lên tới khu vực này nè, là nước nó tràn lên cái phần mé đường luôn nha. Thì cô chú bạn nào thích clip này thì nhớ theo dõi, đăng ký kênh ủng hộ mình nha, để mình cập nhật cái tình hình cho cô chú bác nha. Thì ở đây là khóm 4 thị trấn Chi Tôn, huyện Chi Tôn, tỉnh An Giang nha cô chú bác. Cái phần nước của chú bác ơi kìa, nó dâng lên trên mấy đường luôn kìa, tràn lên mấy đường luôn nha. Ôi, quá tràn nước rồi. Cái bờ đê nè, bờ đê khá là cao luôn nha, là nước là ngập lên tầm khoảng 7-8 tấc nghe cô chú bác. Mấy chỗ bờ hấp đó nè, nước đã tràn lên phía trên luôn rồi. Mình sẽ lội ra phía ngoài đó để cập nhật cái tình hình cho cô chú bác nha, nắm nha. Quá nước dữ lắm luôn nha. Đây nè, cái bờ hiềm này là cao là tầm khoảng 1 mét mấy này nha. Là nước là bờ hiềm này nè, cao khoảng 1 mét mấy nè. Mà nước lên hơn nửa hiềm rồi nè. Quá trời này, nước dữ lắm nha cô chú bác. Đây là vùng bảy núi Lắc Sơn nha cô chú. Sau dài cơn mưa chút xuống ở khu vực này thì cái lượng nước lên khá là nhanh nha. Quá tràn này. Sau bão số 3 thì bão số 4 vừa qua thì ở khu vực tỉnh An Giang, vùng bảy núi lại xuất hiện cái tình trạng mưa kéo dài, làm một số cái con đường ở khu vực bảy núi này lại ngập sâu. Thì để mình sẽ cập nhật cái tình hình ở khu vực vòng vòng ở phía này nè, có chú bác nào ở đây không nha, mình sẽ hỏi mấy chú.
này nè, đang cuốc cái phần đất lại nè, nhưng mà không biết là vụ này là vụ vụ nào nha, để mình hỏi chú mình. Ở đây cũng có mình xạ là xạ lại hả chú? Lạ này là ở đây là mình xạ cái vụ này lại là vụ 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 gì chú? Vụ như vụ thu đông hay là vụ đông xuân hay là vụ hè thu chú? Dạ. Lý là cũng cũng như là có mưa xuống là mình xạ lại vụ này hả chú? Dạ. Chú ơi con con cho con hỏi chú là hồi hồi hôm qua là vụ nước ở đây là ngập ngập vô đây trơn hả chú? Dạ lên tới đây luôn hả? Dạ. Dạ. Con thấy ở ở phía dưới đây là giấc này là còn nước còn trắng đồng cho trắng trơn ha. Ở đây là do là nước rút không kịp hay là sao chú? Dạ. Dạ. Rồi chú chừng nào xả xả? À. Dạ vậy là làm xong là xả lại ha. Hồi đó giờ con chưa có nghe cái lúa này ta. Là chú cũng xả lúa này hả gì? Mình nha, để mình có động lực làm thêm những clip hay hơn và cập nhật cái tình hình ở khu vực vùng bảy núi Hắc Sơn cho cô chú bạn xem. Hẹn cô chú bạn bác vào những clip sau. Xin chào và hẹn gặp lại.